chào các bạn đã quay trở lại với kênh gia đình nhỏ của mình. Thì hôm nay mình sẽ review chi tiết về chiếc xe Kawasaki Z1000 2016 của mình. Thì như các bạn đã biết là chiếc Z1000 này của mình là 2016, với thiết kế là Tsugumi. Thì Kawasaki đã sử dụng cái thiết kế này từ đời 2014 cho tới nay chưa thay đổi. Đó, của mình là màu xanh xám, xám của mình là nó hơi nhám nha bạn. Còn cái đời 2014 cũng y hệt, nhưng mà cái màu xám của nó sẽ là màu xám bóng. Và cái ti phục đằng trước của nó sẽ màu vàng. Rồi ok. Thì thông số của chiếc xe này chắc nhiều bạn cũng biết rồi, mình sẽ nói sơ qua. Thì trọng lượng ước của chiếc xe này sau khi đã đổ đầy xăng đầy nhớt, ắc quy thì nó vào khoảng 220 kg. Nó rất là nặng các bạn. Với dung tích xi lanh là 1050cc chứ không phải là 1000 chẳng các bạn. Nó hơi lẻ một chút thì nó mang lại là 142 mã lực. Thì đây là một chiếc naked bike thì mã lực nó sẽ không có cao như là mấy dòng sport. Đó. Như các bạn thấy nè, thiết kế là hầm hố. Thì do là mình mua lại cho nên xe đã có sẵn một số đồ chơi của các bạn. Cái này là tay côn tay thắng của Rizoma nè các bạn. Tay côn tay thắng của Rizoma ha. Đây. Che kim phun. Đồ chơi các bạn. Chống đổ. Cái này là bát biển số Rizoma của các bạn có thể tăng đưa được. Thì cái này các bạn thấy nè, mình quấn băng keo nè, là do lúc mình đang chạy không biết tại sao nó bị gãy rụng rời các bạn, mình phải quấn băng keo cho nó cố định lại. Trước khi mình quay clip này thì có hơi, nó bữa hôm trước có mưa thì mình chưa có rửa lại, hơi dơ các bạn thông cảm ha. Cuộc sâu. Xe này zin hết các bạn, nó không có làm gì nhiều hết. Đây cũng che kim phun các bạn. Cái chỗ này trầy. Chỗ này trầy là do mình đeo bảo hộ giáp gối á, mình tì vô cái nó trầy. Nắp nhớt đồ chơi, nắp nhớt đồ chơi là dở đó các bạn, là nó bị xì nhớt. Mình đang kiếm cái nắp zin mình bỏ vô lại. Bô là bô của Akabovic, mình chơi nguyên bộ phun xịt tầm đồ chơi luôn các bạn. Cái này là phun xịt tầm đồ chơi 4V1 luôn các bạn ơi. Đó. Cái chỗ này là mình mới vừa nãy bị té nè. Mới vừa nãy luôn. Là do thứ bảy chủ nhật nào mình cũng đi tập chạy cái xe này, mình mới mua mình chưa có quen á. Cái nãy mình ngã phía bên phải mình quẹo hơi yếu, cái mình ngã. Đó. Nó sơ qua một vòng chiếc xe của mình. Thì để mình nói cho các bạn cái cảm giác lái. Thì cái chiếc xe này á, cái cảm giác lái do nó là naked bike cho nên là cái thế ngồi của nó khá là thoải mái. Nhưng mà riêng cảm nhận riêng của mình á, là nó sẽ không có thoải mái lắm đâu các bạn. Tại vì nó vẫn có hơi chồm, chứ nó không có ngồi thẳng lưng như mấy chiếc quay, mấy chiếc SH của mấy bạn. Mình cũng không biết là đi đường dài như thế nào, chứ mình đi vòng vòng là một hồi là mình cũng thấy hơi mỏi tay. Thì chắc là do mình chưa quen thôi bạn. Cái bô á, cái bô zin á đúng là rất là đẹp rồi. Nhưng mà khi mà mình mua á là nó, cái bô zin của nó rất là nhỏ á. Thì khi bạn đi ngoài đường á, những cái người mà người ta không biết á, người ta không biết bạn tới, người ta không có né ra. Cái đó theo mình thấy là nguy hiểm đó các bạn. Để bạn chạy xe lớn á, mà người ta cứ bang trước mặt bạn á, rồi khi mà có chuyện gì xảy ra á, thì kiểu gì bạn cũng là người có lỗi hết, tại bạn chạy BKL. Lạ lùng vậy đó. Đó cho nên là cái bô zin á, nó kỳ cục ở chỗ á là nó có một cái van bô, có nghĩa là bạn chạy tua thấp á thì nó không có mở nhiều, mà bạn chạy tua cao á thì nó mới mở ra. Thì khi mà bạn chạy tua thấp thì thí dụ âm nó ra là 1 đi, thì bạn chạy dặn cao lên thì âm nó ra cũng khoảng 1.5-2 chứ nó không lên tới 10, nó cứ tầm tầm vậy đó. Đó thì mình thay cái bô Akabovic này vô á, là đồ chơi thôi, thay vô là đồ chơi thôi, thì cái âm nó đã đúng như mong đợi của mình, là nó lên đàng hoàng xuống đàng hoàng. Mà bù lại là cái xe mình bị hụp với bị nổ backfire, thì cái đó phải đánh đổi thôi, với là mình chơi một thời gian cũng thôi, kệ bà gắn đại. Rồi thì quay lại cảm giác lái,
Đối với mình á, là mình trước giờ mình chạy quay, chạy xe nhỏ chưa từng chạy qua công tay các bạn. Thì lên chiếc này á, nó cũng lên cái một à, nó cũng dễ ẹt à. Nó cái việc bạn điều khiển được hay không á là do bạn phải nhẹ nhẹ tay ga một chút. Chứ nếu mà bạn lên mà bạn kéo hết ra hết số thì xe nào nó cũng ghê thôi. Bạn dặn ga nhẹ nhẹ thì nó cũng chạy chậm thôi. Mình chạy cũng 3-40 trong thành phố cũng không sao. Đó, còn cái cảm giác lúc tăng tốc á, bạn tưởng tượng nè. Đối với mình nha, đối với mình từ đi từ quay lên thì cảm giác tăng tốc chiếc xe rất là ghê. Nó bức rất, nó khó chịu các bạn. Mình chưa biết xì bọt nó làm sao, chắc chắn là ghê hơn. Xì bọt là chắc chắn là ghê hơn. Bạn tưởng tượng chiếc quay của mình á, bây giờ mình đang chạy, mình dặn hết ga, mình thốc hết ga một lần thì nó cũng chỉ lên, nó tốc độ nó lên từ từ. Còn chiếc xe này giống như là bạn dặn bao nhiêu ga thì nó sẽ lên bao nhiêu km giờ. Nó nhanh dữ lắm các bạn. Mình là mình coi như là từng nào mình cũng bỏ thời gian ra, mình ra cái chỗ trống trống á mình tập mà vẫn chưa quen được chiếc xe này. Cái tay lái, cái cổ lái nó rất là nặng mà rất là hẹp. Như vậy là hết rồi nè. Nó rất là hẹp, khi bạn dắt xe rất là khó. Bạn dắt ở những cái chỗ dắt vô ra nhà rất là khó, quay đầu rất là khó. Nên mình phải bỏ thời gian ra tập chiếc xe. Thì mình rất thích cái đồng hồ của xe này. Cái đồng hồ này nó, để mình mở cho các bạn coi. Đó, đẹp không các bạn? Thì ở dòng tua dưới 4.000 thì nó sẽ hiện tua ở đây, nó lên xuống đây. Còn sau 4.000 thì nó sẽ hiện ở trên này, cái dòng tua ha. Ở đây là giờ giấc rồi, à hết xăng rồi nè, lát mình đi đổ xăng các bạn coi. Một lần đổ xăng mình đổ 200, thì ngay chỗ móc E này nè mình đổ 200 là nó đầy. Chạy hết về E mình đổ tiếp 200, đó dễ tính. Thì xe này chạy á, mình thay bô rồi thì nó có báo xăng trên này luôn. Thì nó tầm 14.8 km lít bạn. Nè, cái này là average nè, là trung bình 14.8 km lít. Thì đây là do là chiếc xe nó có 4 cái máy lận, nó tiêu thụ nhiên liệu gấp 4 lần xe bình thường. Cho nên là nếu mà quy ra 15 km lít đi, thì với chia nếu mà với 4 máy mà quay về 1 máy thì nó sẽ được 60 km lít. Cho nên cũng lợi xăng lắm mấy bạn, nó không có tốn xăng lắm đâu. Mà mua xe này thì mấy bạn đâu có sợ tiền xăng rồi đúng không? Sợ tiền xăng thôi chùm mền, thôi khỏi chạy cho rồi, bán xe luôn. Ăn thua mình chạy cho vui mà tốn xăng đâu được. À, có cái kính gió BOX sẵn nè. Mà không biết là đồ zin hay đồ phét thôi. Mình nhìn cái kính gió này quen, hồi đầu mình ghét kính gió lắm, nhìn nó kỳ lắm. Mà giờ nhìn quen thấy cũng được. Xe bình thường nhìn trống trống. Bình xăng nhô cao lắm bạn. Xăng nhô cao, đẹp. Sở dĩ là mình mua chiếc giấy 1.000 này á, là tại vì nó thời thượng, nó giữ giá. Các bạn đi tới đâu ai cũng biết, người ta không có bị lộn. Ví dụ bạn chạy cá mập mà người ta nhìn, người ta hỏi, bạn chạy Z1000 hả? Nghe chúi đó các bạn, thôi thà chạy Z1000 đi, ai hỏi gì mình cũng ừ. Là được, là đúng. Cái để giữ giá. Mình mua là bây giờ mình mua là 300. Ví dụ mình chạy 3 tháng mình chán, vì một lý do nào đó mình chán, mình bán lại 290 thì cũng bán được. Không sao. Chứ mấy xe khác là hên xui ạ. À. Mấy xe khác là bán là mất giá. Nhưng mà mua xe cũ mình bán không có mất nhiều. Mình dắt chiếc này trong hãng ra thì nó cũng phải là 400, 430, 470 gì đó, tùy bản. Bản R thì 470, 480, 490 gì mình không nhớ rõ hả các bạn. Bạn dắt trong hãng là 450 triệu, bạn bán lại cao nhất luôn cũng được có 370, bạn lỗ bao nhiêu tiền. Trong khi chiếc này giờ mình chơi chán, mình tốn 20-30 triệu mình trải nghiệm mà thôi. Đó, mình nên mua xe cũ, mình nên mua những nơi uy tín một chút, có người đi coi xe đàng hoàng. Có nhiều người, người ta mua xe về người ta đi cà phê các bạn, người ta giữ xe kỹ lắm. Đó, mình mua lại những người đó thì nó rất là tốt. Đó thì mình nói rồi đó, các bạn á, mà muốn mua bất kỳ chiếc xe BKL nào á,
thì theo kinh nghiệm của mình là mấy bạn nên thử. Thử có nghĩa là mượn của ai đó chạy chừng tiếng tiếng nha, chứ không phải chạy chút. Chạy chút nó cái cảm giác phê nó lớn át tất cả. Chạy chừng tiếng bạn coi có ngồi thoải mái không, xe nó có hổn hay không, bạn có nhắm là bạn có điều khiển được nó hay không. Chứ theo mình đối với chiếc này á thì mình mua cho thỏa mãn đam mê thôi, chứ thực ra mình không thích lắm. Thứ nhất á là mình cảm giác là mình không làm chủ nổi cái xe này, nó dữ dằn lắm mấy bạn. Ai chê mình chịu, chưa già mà thấy ghê quá, chạy dữ lắm. Rồi nó nặng khủng khiếp. Mình là mình lúc mình dắt á là mình ngã một lần, lúc mình bo cua tay trái là ngã một lần, và mới hồi nãy luôn là ngã bên phải một lần. Thôi thì để mình bỏ thời gian mình tập luyện cho nhiều hơn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay qua những cái clip, mình sẽ test tốc độ các bạn coi ha. Rồi cảm ơn các bạn. Bộ đồ chơi lắp cho vui. Cái bộ chắc là không nửa xe quá. Đúng không? Không biết à, em không chơi dòng bộ đó. Em chơi bộ khác à. Nè, về nấu nắp xăng các bạn chỉ cần đóng lại. Đó, cho cái chìa khóa nó quay lên là xong. Ok. Đi tiếp, đi về.